Đầu giờ sáng ngày 24 tháng 8, một vụ va chạm liên hoàn xảy ra giữa 6 xe ô tô trên cầu Trương Dương, Hoàng Kiếm, Hà Nội, khiến một ô tô bị lật ngang, ôn tắc cục bộ cả hai chiều. Theo thông tin từ đội cảnh sát giao thông số 1 phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội, vào khoảng 6 giờ sáng ngày 24 tháng 8, làn đường dành riêng cho ô tô trên cầu Trương Dương, Hoàng Kiếm, Hà Nội xảy ra vụ va chạm giao thông liên hoàn giữa 6 xe ô tô đi ngược chiều nhau tại khu vực gần giữa cầu. Hậu quả sau cú va chạm rất mạnh, bốn ô tô, một xe 24 chỗ, một xe 16 chỗ, một xe 7 chỗ, một xe tải chiến tạ hút vào nhau khiến một xe tải chiến tạ mang biển kiểm soát 29H484 bị lật ngang xe. Vụ tai nạn không gây thương vong về người, các xe bị hư hỏng ở phần đầu. Đặc biệt vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm sáng khiến giao thông ủng tắc cục bộ theo cả hai chiều qua cầu. Nhận được tin báo, đội cảnh sát giao thông số 1 cử tổ công tác xuống phân luồng giao thông phối hợp với các lực lượng xử lý nhanh vụ việc. Đến 7 giờ 15 phút sáng cùng ngày, vụ việc cơ bản đã được xử lý xong, cầu Trương Dương đã được thông.